Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẫu hoàng non bộ mình cũng mới thực hiện xong các bạn. Cái mẫu này thì được làm từ xi măng giả đá nha các bạn. Ở đây là mình giả đá xanh. Cái hoàng non bộ này thì chiều ngang nó là 140cm, chiều cao nó là 120cm nha các bạn, luôn tính luôn cái hồ đó các bạn. Mình quay này giữa trưa cho nên là nó hơi nắng, các bạn xem thông cảm nha, nó cũng hơi chá các bạn. Từ cái vị trí này các bạn, vị trí này thì có một cái cầu thang đi lên, cầu thang đi lên theo cái lối này và lên trên đây, nó sẽ qua cái khu bên này nha các bạn. Đây qua cái khu này thì sẽ đi qua cái thác này luôn, thác này cũng cạn rồi, đi qua cái thác này nó sẽ qua đến cái khu bên đây. Đến bên đây thì sẽ có một cái đường cũng có bậc thang lên. Thì vị trí này là có một cái nhà để nghỉ chân. Đó, và đi tiếp theo cái lối này, tiếp theo cái lối này thì sẽ qua được bên hông. Bên hông bên này á thì sẽ có hai ngôi nhà. Thì khu nhà ở là sẽ đây nha bạn, một cái ngôi nhà lớn, một cái ngôi nhà ở phía xa mấy trong. Đó, và xung quanh thì dưới gốc cây nó có những cái con nai, bên bãi cỏ có những cái gốc cây bạn che mát cho những cái ngôi nhà này. Ở trên thì có những cái con cò nó đang đậu, nhìn nó hoang dã, nó thiên nhiên lắm các bạn, rất là đẹp luôn. Cái tiếng suối chảy róc rách và cái khói các bạn nó tỏ ra từ cái thác ra, nó rất là đẹp. Và ngay chính giữa cái mặt chính diện thì mình có tạc một cái tượng Phật. Cái bức tượng Phật này là mình tự tay mình làm luôn nhé các bạn, mình làm bằng xi măng và mình cũng giả đá luôn chứ không phải mua nha các bạn, này là mình tự làm nha. Đây là bức tượng Phật nằm ở trục chính diện. À, bên hông thì khói tỏ ra, các bạn thấy nó huyền bí lắm các bạn. Có hai cái thác, cái núi này có hai cái thác nha các bạn, một cái thác phía trên Phật nè chảy xuống phía sau lưng nha, chảy xuống phía sau lưng ra theo cái đường này ra đây các bạn. Và mấy bên đây thì cũng có một cái thác nữa, đây là một cái thác đây, chạy xuống đường này và đã xuống đây. Tất cả hai cái thác này đều chảy xuống khu vực này và xuống ngay chỗ vị trí này các bạn, một cái hốc nước. Ở đây cái mình làm một cái hốc nước. Hốc nước này cái nó vừa đẹp mà nó vừa có cái tác dụng là nó tạo cái tiếng động, cái tiếng nước các bạn nghe róc rách các bạn. Các bạn nghe tiếng nước không? Khi mà mình làm việc mệt nhọc á, mình nghe cái tiếng này nó cũng thư giãn lắm các bạn. Thì phía bên này và dưới bức tượng Phật thì có một cái chú tiểu. Đây cái chú tiểu thì đang chắp tay lại Phật. Nên mình sẽ quay phần cảnh chú tiểu cho bạn xem nha. Đó. Và dưới chú tiểu sẽ đi theo cái lối này ở bên đây, theo một cái triền đồi này qua đây thì ở đây cũng có một cái bãi cỏ và có những cái con nai trong bụi cỏ nha các bạn. Đây có một cái cây cổ thụ che lên. Thì cái cổ thụ này sau này nó, đây là cái cây xanh đó các bạn, sau này nó lớn tí xíu nó sẽ che qua cái bóng bên Phật á thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Tại cái cây này mình cũng mới vô thôi, mới trồng thôi. Thì trên cây thì cũng có những cái con cò đang đậu đó, rất là đẹp luôn nha. Phía dưới thì dưới cái gốc cổ thụ này thì có một cái tháp. Đây là cái tháp, thì có một cái cầu thang dẫn lên tháp nha các bạn. Thì nhìn tổng thể cái hòn non bộ này thì nó cũng rất là hài hòa và nó đẹp nữa, nhìn nó linh thiêng lắm các bạn. Thì sao mình giới thiệu cái hòn non bộ này là vừa giới thiệu cho bạn về cái mẫu mình mới làm, và cũng giới thiệu về cái cách giả đá xanh nha các bạn. Thì tí xíu nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn và mình pha sơn, chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn pha sơn. Thì một số bạn là muốn sơn nhưng mà các bạn lại không biết pha, mà các bạn lại hỏi mình là cái tỷ lệ pha là như thế nào. Thì mình thì pha sơn là mình cứ theo cái giống như là tùy hứng bạn, tùy lúc thôi. Muốn đậm muốn nhạt thì mình tùy thôi, chứ mình không có một cái tỷ lệ nhất định nào để chia sẻ với các bạn hết. Cho nên một tí nữa thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để giả đá cái hòn này, cách pha sơn nha, pha sơn ra cái màu này luôn. Và mình sẽ sơn thử cho các bạn xem luôn nha, chứ cái tỷ lệ thì mình sẽ không có nha các bạn, mình pha trực tiếp cho các bạn xem luôn. Các bạn sẽ dễ hình dung hơn, chứ còn nói thì các bạn cũng khó lắm các bạn. Nói tỷ lệ thì cũng khó lắm, mà mình thì lại không có tỷ lệ nhất định nữa chứ.
mình muốn pha sao mình pha. Cái liều lượng thì tùy, muốn đậm muốn nhạt thì tùy mình thôi các bạn. Đây là bên hông nè các bạn, rất là đẹp luôn. Ở phía dưới thì nó có những cái tảng đá dĩa các bạn, mình tạt những cái tảng đá dĩa nè, nhìn nó tự nhiên. Đây là phía sau lưng, mình sẽ quay ra phía sau lưng cho các bạn xem nha. Đây các bạn, ống thác gắn vô đây như vậy. Đó, chỉ cần gắn một ống như các bạn là hai cái thác chảy luôn nha. Rồi cái đường của cái máy khối á, thì nó sẽ đi ra đường này các bạn, âm ở trong núi ra nha. Đây tạm thời phía sau lưng này là cái cây gừa, cây xanh. Cái trời hơi nắng các bạn, quay nó chá quá. Các bạn có nghe được cái tiếng suối chảy không các bạn? Và đây là phía mấy bên. Bạn nào có nhu cầu mà muốn mua hồ nông bộ cái mẫu này hoặc là những cái hồ nông bộ khác thì các bạn có thể liên hệ mình qua Zalo nha. Zalo của mình thì mình sẽ để dưới phần mô tả các bạn. Có những lúc thì các bạn điện mình đó, có những cái hòn nông bộ mà mình không có sẵn thì các bạn phải đặt thì mình mới làm được. Còn nếu mà có nào có sẵn thì mình sẽ giao cho các bạn luôn. Đúng rồi, cái hòn nông bộ này tổng thể nó rất là hài hòa luôn. Đấy. Cái bức tượng Phật này rất là cao luôn nha các bạn, cao mà lớn nữa. Thì mình sẽ để cái tay vô mình đo cho các bạn xem. Bề ngang á là hơn một gang tay mình nha các bạn, hơn một gang tay mình nha. Cái này mình độ chắc khoảng 25 cm quá. Cỡ đó với hơn các bạn, độ cao nè. Mình đo cho các bạn xem. Đó. Đó, các bạn nhắm nha. Rất là cao luôn. Đây là có cái hộc nước nè các bạn, cái hộc nước này nè. Đó. Nó chạy xuống đây nó nghe cái tiếng động róc rách rất là im tai luôn. Đó, các bạn nghe thư giãn nữa. Nó lung linh nhờ cái làn khói nó tỏ ra phía sau lưng từ cái tượng Phật tỏ ra, cũng như cái thác đổ xuống vàng thì khói nó sẽ tỏ ra, nó tạo thêm cái sự huyền ảo của cái núi của mình hơn. Tí xíu nữa thì mình sẽ chia sẻ cách pha sơn luôn nha các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem trước cái hòn nông bộ này. Còn cách pha thì tí xíu nữa mình sẽ pha cho các bạn xem trực tiếp luôn. Và mình sơn thử cho các bạn xem luôn. Vì cái hòn này mình lúc làm mình không có quay lại. Thì cách thức thực hiện cái hòn nông bộ thì cũng giống như những cái clip trước thôi các bạn. Cách làm cũng giống nhau thôi. Chỉ khác là cái mẫu mã thôi ha bạn. Những cái mẫu này thì mình làm theo cái ý tưởng khác. Còn những cái mẫu kia mình làm ý tưởng khác. Chứ cách thức thực hiện thì cũng giống nhau thôi các bạn. Cho nên là tôi không có gì để chia sẻ với các bạn nữa. Chủ yếu là do có nhiều bạn á không biết pha sơn thì các bạn hỏi mình á, thì mình sẽ chia sẻ cách pha thôi nha. Chứ còn về cái cách làm thì nó cũng giống nhau thôi các bạn ơi. Không biết là nhìn trong cái khung hình thì các bạn thấy nó có lớn không nha, chứ ở ngoài nhìn lớn lắm các bạn. Cái núi cũ này màu xanh nè, núi mình đã làm trước màu xanh này. Tí nữa thì mình cũng sẽ chia sẻ các bạn sơn cái màu xanh này luôn nha. Cái cách sơn không, cái cách pha sơn, cái cách pha ra cái màu như vậy. Okay. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ra phía sau để mình lấy sơn ra mà mình pha để chia sẻ với các bạn luôn nha. Trời cũng nắng quá rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình pha sơn để chia sẻ với các bạn cái cách pha nha. Cách pha thì nó không khó đâu các bạn, nhưng mà tại vì có những bạn không biết mà hỏi mình về cái tỷ lệ thì thực sự là cái tỷ lệ mình cũng không có tỷ lệ nhất định đâu các bạn. Vì mình pha một cái màu ra, ví dụ mình muốn đậm hay nhạt thì mình chỉ thêm bớt thôi chứ không có tỷ lệ nhất định để chia sẻ với các bạn. Chính vì vậy mà bây giờ mình sẽ pha trực tiếp luôn để cho các bạn xem. Thì những cái sơn này á là những loại sơn mà mình đã chia sẻ với các bạn trong những clip trước. Nếu mà bạn nào mà chưa xem thì các bạn có thể vào kênh của mình để xem lại nha, những loại sơn đó như thế nào nha. Thì đầu tiên á thì mình thông thường thì mình xài những cái màu cơ bản này thôi, bốn màu thôi. Những cái hòn nông bộ thì không có cần nhiều màu đâu các bạn. Trắng, màu xanh dương, màu xanh lá và màu đen. Thì để pha ra một cái màu xanh đá thì nó có xanh đá thì có những loại khác nhau nha các bạn. Thì
thì mình sẽ pha ra hai cái loại xanh đá mà thường sử dụng trên Hòn Nam Bộ nhất. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ bỏ màu xanh vào trước. Mình có nói với các bạn là cái nguyên tắc pha thông thường á, thì người ta sẽ cho màu nhạt vào trước. Lý do tại sao? Tại vì nếu mà các bạn cho màu đậm vào trước, bạn bỏ màu đậm vào trước và màu nhạt vào sau, thì cái cách pha này á, những cái bạn mà đã biết rồi á thì các bạn pha sẽ được. Như những bạn mà chưa biết nhé, ở đây là mình chia sẻ với những bạn mà chưa biết nha các bạn. Thì các bạn không biết mà các bạn pha mà bỏ màu đậm vào trước thì các bạn sẽ pha ra một cái lượng sơn rất là lớn. Thì lúc đó đó, tới như vậy thì nó mới ra được cái màu mình mong muốn, thì mình đâu có sử dụng hết đâu, mình bỏ nó sẽ uổng các bạn. Cho nên mình pha thì sẽ bỏ cái màu nhạt vào trước, như vậy nó sẽ dễ ra màu hơn. Ví dụ giờ mình sẽ pha cho các bạn xem nha. Đây, sẽ quay đều lên nha các bạn. Cái này là sơn nước thì nó sẽ pha với nước, đây là nước sạch nha các bạn. Các bạn sẽ cho ít màu xanh vào. Mình pha cho các bạn xem thôi, cho nên pha tượng trưng, không có cần nhiều lắm nha các bạn. Đó, các bạn cho màu xanh vào nha. Và các bạn sẽ cho ít màu đen. Màu đen thì ít thôi các bạn, vì màu đen nó sẽ rất là đậm màu nha. Bạn cho một ít vào. Các bạn có thể cho một tí xanh dương vào cũng được, ít thôi nha các bạn. Đấy, các bạn cho một miếng nước vào này. Rồi các bạn sẽ quậy đều lên. Mình cảm thấy mà nếu mà nó đậm quá hoặc là nó nhạt quá thì mình có thể thêm bớt nha các bạn. Vì không có liều lượng nhất định đâu. Mình cứ bỏ màu vô từ từ, và mình pha vô nó ra cái màu ưng ý thôi các bạn. Rồi mình cứ quậy đều lên nha. Rồi, đó. Như vậy là mình đã pha xong màu một cái loại màu xanh đá. Thì tí nữa mình sẽ sơn luôn cho các bạn xem nha. Nếu mà các bạn muốn cái màu này nó đậm hơn thì các bạn thêm màu đen này vô. Còn nếu các bạn muốn cho nó tươi màu xanh á, xanh đá thì nó cũng có nhiều loại lắm các bạn. Cũng là một màu xanh đá như vậy đi, nhưng mà các bạn muốn xanh tươi hơn thì màu xanh nhiều hơn tí. Còn nếu các bạn muốn cho nó trầm hơn, nó tối hơn tí thì bạn cho màu đen vào. Chỉ đơn giản thôi các bạn, chứ không có gì phức tạp hết. Đây, ví dụ mình muốn nó tươi hơn tí mình sẽ cho màu xanh này vô nè. Đó, thì nó sẽ tươi hơn, nó sẽ có cái sắc xanh nhiều hơn. Tùy ý thích của mỗi người thôi các bạn, chứ không có thống nhất, không có phải là chính xác màu gì hết. Đó, mình pha ra màu này rồi nha. Nó sẽ khác cái màu xanh ban đầu nha các bạn, nó không có giống nha. Rồi, đây là một màu nha. Này mình hơi đặc, thì nếu thấy đặc thì các bạn sẽ thêm ít nước lọc vào, nước máy vào nữa các bạn. Rồi, đây là một màu nha. Mình sẽ pha cái màu xanh đá thứ hai. Rồi cái màu thứ hai, màu xanh đá thứ hai là cái ví dụ như mình sẽ pha một cái màu xanh dương. Đây mình bỏ ít màu xanh dương vào nha. Các bạn sẽ cho ít màu đen vào, ít thôi nha bạn. Đen nhiều nó sẽ, các bạn có thể thêm ít trắng. Rồi các bạn chờ tí nước vào nha. Mình xài cái màu này nó sẽ tươi tươi cho nó nhẹ nhàng cái núi bạn. Còn các bạn mà xài đậm quá thì nó núi nó sẽ tối lắm. Rồi, đây là hai cái màu xanh đá mình đã pha xong nha các bạn. Mình sẽ sơn lên cái tấm xốp cho các bạn xem nha. Để mình lấy cây cọ cái. Mình sẽ sơn hai cái màu lên cái tấm xốp cho các bạn xem nha. Đây, đấy các bạn. Một cái màu này, xanh này tươi. Nếu mà các bạn muốn tối thì các bạn thêm đen vô nha. Và đây mình sẽ lấy cái màu xanh này mình phá lên. Đó, đây là hai cái màu xanh thường xài.
Và có những người thì sơn cái màu này tối hơn tí bạn, chẳng hạn như mình sẽ cho ít màu đen vào đây nha. Rồi. Có những người thì xài tối hơn tí xíu, mỗi người thì mỗi cái ý thích thôi các bạn. Mình sẽ pha trực tiếp đây luôn nha bạn. Đây cái sơn trong cái ly này tí nữa mình sẽ sơn cho các bạn xem nên mình không có pha vô. Đây, có những người thì pha tối hơn xíu, nó sẽ ra phản màu này nè các bạn. Pha cỡ màu này, tức là các bạn thêm đen vô. Thêm đen vô thì nó sẽ ra tối vậy nha các bạn. Hoặc là cái màu xanh bên đây. Màu xanh bên đây thì cũng vậy thôi các bạn. Đây, các bạn có thể đi tối cỡ này nha. Tối cỡ này hoặc là sáng vậy. Cái này cũng giống vậy các bạn, nó sẽ tối và sáng. Thì tùy cái ý thích của mình thì mình sẽ thêm bớt màu đen vào nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sơn lên cái cục đá cho các bạn xem. Mình sẽ ra mình lượm một cái cục đá các bạn, đã khô rồi đó, mình sơn thử cho các bạn xem nha. Rồi ở đây mình đã lấy được hai cái cục xi măng nha các bạn. Đây sẽ sơn thử hai cục xi măng này cho các bạn xem luôn. Mình sẽ sử dụng cái màu xanh này nha. Xanh đá này mình sơn lên trước nha các bạn. Rồi, mình đã sơn xong. Còn cái cục màu này mình sơn luôn nha. Để mình lật cái mặt này dễ nhìn nha các bạn. Mình sẽ để cho hai cục đá này nó khô, đợi khô tí xíu mình sẽ sơn trắng lên nha các bạn. Thì các bạn sẽ lúc đó các bạn sẽ thấy thực tế hai cục đá này á nó sẽ ra như thế nào nha. Rồi mình đợi tí xíu khô mình sẽ lại mình sơn nha các bạn. Thì hai cục đá này sơn nãy giờ nó cũng khô rồi các bạn, bây giờ mình sẽ sơn màu trắng lên để giả đá cho nó nha. Thì các bạn sử dụng cái cọ mà khô các bạn, đừng có ướt nha, ướt rất là khó sơn các bạn. Thì bạn dùng cái cọ khô thì các bạn sẽ cho ít màu trắng lên, ít thôi, tại vì hai cục đá này nhỏ các bạn. Đó, các bạn cho một ít màu trắng lên vậy. Màu trắng thì các bạn không cần pha nước nha. Khi mà các bạn sơn trắng để giả lên thì các bạn không cần pha nước, để cho nó hơi đặc tí xíu thì các bạn sẽ dễ sơn hơn. Thì mình sẽ lấy một ít màu trắng nè. Các bạn lấy màu trắng thì các bạn sẽ chà bớt trên cái giấy các bạn, một miếng giấy bìa hay gì cũng được cho nó bớt màu lại nha. Rồi, các bạn sẽ sơn lên. Đó. Mình sẽ sơn để mình giả cho các bạn xem cho nó giống cục đá nha. Đơn giản thôi các bạn, không có phức tạp gì đâu. Đá xanh thì nó cũng có hai cái màu như mình đang sơn. Một cái là màu là xanh mà xanh giống như là xanh lá vậy nè. Một cái màu thì nó hơi xanh dương đen. Đó. Rồi, mình đã sơn xong rồi đó các bạn. Đó, các bạn nhìn này y chang như cục đá. Nếu mà các bạn muốn chỗ nào nó trắng hơn tí á thì các bạn sẽ thêm màu trắng nha. Đó, thêm trắng những chỗ cao nè các bạn, thêm tí xíu màu trắng vô những chỗ cao, những chỗ mà nó nhô lên cao các bạn. Rồi, đây mình đã sơn thêm một cái cục đá. Đây là cái cục xi măng. Và bây giờ sau khi mình sơn xong thì nó sẽ ra một cái màu như vậy nè. Đây là cái cục đá xanh, xanh mà nó hơi xanh lá nha các bạn. Rồi mình sẽ sơn cái cục đá còn lại cho các bạn xem luôn nha. Thì cũng thấy ít màu trắng nha các bạn. Bạn lấy ít màu trắng nha. Nè, chà ra. Mình đừng có để sơn nhiều quá nha các bạn. Nhiều quá thì sơn lên nó không có đẹp đâu. Đó, thì các bạn cứ sơn lên bình thường thôi.
Cách giả đá này thì nó đơn giản các bạn, nhưng mà cũng rất là đẹp, dễ sử dụng. Những cái hòn non bộ mình làm ra mình hay sơn màu này. Rồi, đây là cái cục đá thứ hai mình đã sơn không xong. Bạn thấy nhìn y chang cái cục đá xanh đó các bạn. Nếu mà nhìn sơ là mình sẽ không biết đây là một cái cục xi măng bình thường đâu, nó giống cục đá luôn bạn. Thì đây là hai cái màu đá xanh mà thường sơn hòn non bộ nhất, thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn nha. Nếu các bạn muốn sơn thì các bạn có phải có thể pha theo cái cách của mình, đơn giản thôi nhé các bạn. Vậy là clip của mình đến đây cũng xin kết thúc. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha.